trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Phương Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả thương mến đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2038 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 8 giờ rưỡi sáng thứ tư, 3 giờ chiều thứ năm và 4 giờ rưỡi chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về nảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rủ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp cái vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm buồn vui đời quân ngũ. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghathauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số 714-933-7877. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương xin giới thiệu đến quý vị cựu đại úy Nguyễn Hạnh Cư, anh thuộc sư đoàn 18 bộ binh. Dạ, mời Hạnh Cư xin thân ái chào quý vị, và hôm nay rất là hân hạnh đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Xin chào Phương Hồng Quế, xin chào chị Trang Thanh Lan. Em Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế xin chào anh Nguyễn Hạnh Cư. Vâng, nghĩa xưa. Dạ vâng. Phải nói là hôm nay lần đầu tiên mời đến Hạnh Cư, tức như là cũng có 2-3 lần rồi ngỏ ý mời, nhưng mà anh Hạnh Cư còn ngại, hôm nay anh nhận lời thì rất là vui. Dạ, rất nhưng là mà vui. Hôm nay là rất tiếc là anh Cư không mặc bộ quân phục ha. Nếu mà mặc bộ quân phục vô thì có lẽ là chương trình chúng ta sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng mà bộ đồ vest này màu tím. Áo vest tím, thay tím. Cái này mùa chay. Mùa chay, anh nói là mùa chay. Mùa chay bên công giáo hả thưa anh? Dạ vâng. Dạ, xin anh cũng như khán giả của Tiếng Hát Hậu Phương cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa muốn biết anh Hạnh Cư nhập ngũ năm nào thưa anh? Năm 67 và nhập ngũ, và 68 tôi ra trường vào dịp Mậu Thân. Tết Mậu Thân. Ở trường bộ binh Thủ Đức thì hồi đó là tôi là khóa 25, thành ra hồi đó là cái chương trình huấn luyện là một năm. Thì tôi ra trường thì đúng ngay Mậu Thân thì cũng kẹt lại, tôi về trên Đà Lạt chưa đi ra ngoài đơn vị được. Thì cái đơn vị tôi nhận đầu tiên đó là sư đoàn 22 bộ binh ở Bồng Sơn, Tam Quang. Mình ở đó là trung đoàn 52, trung đoàn 40. Thì trong cái thời gian ở trung đoàn 40 thì nói chung là đi hành quân rất là nhiều. Hồi đó là đi hành quân rất là nhiều. Có khi trung đoàn 40 tăng cường cho trên Pleiku, Công Tung. Những cái vị trí mà tôi tham gia đó rất là nhiều. Mình Công Tung, chiến trường đó cũng rất là đặc biệt lắm. Khi có thể nói là hồi ra trường ở vùng Bồng Sơn, Tam Quang, Bình Định thì cũng không có trận nào lớn cả. Thì nhưng mà đa số là mình chỉ bị vướng mìn bẫy, bị thương này kia là do mìn bẫy là nhiều. Tại vì nó những trái đạn 155 ly của Mỹ bắn đó, thì Việt Cộng nó dùng cái đó cài trên các đường mòn, thành thử ra mình đi không có đụng nhau nhiều lắm, nhưng mà bị thương rất là nhiều. Nhưng mà cái trận đánh đầu tiên của anh đó, khi mình bước ra trường đó, là cái trận đánh nào thưa anh? Nhưng mà ra trường là cấp bậc chuẩn úy hay sao? Chào vâng, đúng rồi, lúc ra trường là chuẩn úy. Thì tôi trở về từ sư đoàn 22, tôi chuyển về sư đoàn 18 bộ binh. Thì ở đó thì cái trận đầu tiên tôi là nhảy xuống sông La Ngà, tức là lúc đó là ra trường tôi trực thăng vận. Thì cái đơn vị đầu tiên là nhảy xuống, tại vì trận đánh rất lớn ở Định Quán, La Ngà, phía nam La Ngà, Định Quán lớn. Trước đó là đánh đó mấy ngày rồi. Thì ngày hôm sau bóc cái đơn vị của tôi là tiểu đoàn 2 bên
bên sư đoàn 18 thì nhảy vô trong đó. Thì lần đầu tiên mình nhảy xuống cái trận địa đó thì trực thăng xuống rất là nhanh. Khi tôi xuống rồi thì nhìn xung quanh là cái trận đánh hôm qua đó, thì những bông xô gói để tức là những người chiến sĩ của mình đã hy sinh đó thì đưa lên bay tải thương, thì mình thấy cũng thấy cũng buồn nhưng mà đều bây giờ bắt đầu đi. Thì chúng tôi di chuyển theo sông La Ngà, thì chỉ biết đi ở trong rừng đó không có nước, nước ở trong sông La Ngà thì nó đỏ, nó đỏ lắm, nó cạn lắm, nó cỏ La Ngà cạn lắm mà. Không, đâu có cạn, có chỗ sâu chứ, nhưng mà đều nước của nó dơ lắm, thành ra nhưng mà bây giờ không có nước uống thì mình phải lấy đi. Thì chúng tôi sẽ di chuyển ở trong đó một thời gian, thì có khi gặp trong khi lúc đóng quân thì khoảng 3 giờ đêm thì có lệnh phải rút lên liền, tại vì B-52 sẽ dội bom, thành thử rồi đi nửa đêm rất là khó, thành ra tôi đi những cái trận đó đi rất là nguy hiểm, mà đi ban đêm thì biết mà để đoàn quân như vậy mà đi từ trong rừng theo mà đi ra phía ngoài trong vòng một tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ là phải đi ra khỏi cái vùng đó, tại vì nó sẽ dội bom. Còn cái trận mà tôi nhớ nhất là hồi đánh ở Dầu Tiếng, trận Dầu Tiếng, thì có thể nói là Dầu Tiếng thì giữa địch và ta thì cũng rất là gần nhau. Thì khi cái đơn vị, hồi đó tôi làm đại đội trưởng, khi cái đơn vị tôi đánh về Việt Cộng thì Cộng sản nó chạy vào một cái biệt thự ở trong cái rừng cao su, thì nó có những cái biệt thự của Pháp ngày xưa, thì nó chiếm giữ một cái biệt thự, thì lính của tôi bên tôi cũng đóng giữ một biệt thự bên này, hai bên ghìm nhau, cứ nhích ra là bắn, mà nó gần như vậy mà không thể nào lên được hết á. Thì lúc đó thì tôi mới nhờ không quân yểm trợ, nhưng mà hai cái biệt thự nó gần nhau quá, tôi sợ nếu mà ném bom xuống á nó lạc vô mình cũng tiêu. Thì tôi có gọi cho anh L19 bảo anh thấy không, anh thấy cái biệt thự không, hai cái biệt thự gần nhau mà cái biệt thự bên kia nó có cái hồ bơi đó, anh nhìn kỹ ra đúng không? Thì anh nó bảo đã nhìn thấy rồi. Thì ta nói bây giờ anh thả bom, mà cái khu trục của mình đó, trời ơi, tôi phải phục mấy anh không quân mà lái khu trục anh rất là chính xác. Khi đó là cho lính nằm vòng xung quanh này kia để chờ đợi, thì cái bom máy bay nó thả bom từ hướng đó, trên mình đi xuống thì mình thấy những cái bom lớn đi ngang này, mà nó vào ngay cái nhà bên cạnh đi. Rất là chính xác. Nó nổ từ đó, lúc đó là đánh tan cái đám cộng sản nằm ở trong khu vực đó đó. Hết rồi mà, tàn hết. Tại vì hai trái bom nó vô đó mà, hai trái bom của khu trục nó thảy vô trong đó mà, thành ra tụi nó chạy. Thì nói đúng, ở trong đó nó chỉ khoảng chừng 10 mấy chục người thôi, nó không có đông, 10 mấy người thôi à. Nhưng mà tụi nó chốt lắm, mình lên không có được, khi mình lên thì nó cứ tỉa chứ. Thì cái chiến dịch của chiến thuật của Cộng sản là đánh chốt á, tức là nó dùng khoảng 2-3 người ở một cái chốt, mà nó cầm cự cái mình lên, khi mình lên thì nó đâm, nó tỉa thôi. Thành thử lính cứ chết, mà mình lấy lính bị thương thì mình phải cho người bò lên để lấy tải thương, mà nó chờ mình lên để đó rồi nó bắn, thành ra cứu một người mà mất đến 1-2 người, thành thử ra hết. Còn sau cái trận đó với cái trận Bình Long, cái trận Bình Long thì có thể nói là ác liệt. Sau cái từ năm 72 thì cái chiến trường nó trở nên sôi động lắm. Thì Cộng sản không có dùng đánh lẻ tẻ nữa, mà tập trung cả công trường. Thì hồi đó là cái đơn vị của tôi, tiểu trung đoàn 52 cũng đóng ở trên Lộc Ninh á. Rồi cả pháo binh, thiết giáp, nhưng mà nó dùng mấy công trường nó bọc. Chỉ biết mở một cái lộ để đi lấy nước á, mà phải một tiểu đoàn mà mở mới được, mở đường để đi mà lấy nước uống á. Thì tụi nó rất là đầy xung quanh, tụi nó nhiều lắm. Thì lúc đó nó đánh mình tràn vô, nó có cả thiết giáp nữa, T-54 nó vô. Thì nó tràn xuống thì bên này bắt buộc phải rút, mình phải rút về cố thủ ở Bình Long. Thì rút về tới Bình Long thì T-54 nó tràn theo, nhưng mà cái T-54 của Cộng sản nó không có như cái thiết giáp của Mỹ. Mỗi lần nó bắn thì nó phải xoay tay, thành thử khi mà nó bắn một pháo tháp thì lính mình có thể đi ra khỏi rồi nó mới bắn được, tại vì nó quay cái pháo tháp nó quay bằng tay, thành ra không có di chuyển. Của Mỹ thì bấm điện thì nó nhích liền, thành ra lúc đó nó nói. Thì nói là chiến trận Bình Long thì tôi nói là khủng khiếp lắm, thì có thể nói là 60-70% nhà cửa cả cái thành phố nát hết á, tại vì nó pháo từ ở trên Lộc Ninh nó lấy cái pháo binh của mình,
nó pháo xuống. Mỗi lần tụi này nhảy trực thăng xuống cái bãi đó là phải chạy ra liền. Khi máy bay nghe tiếng máy bay là bắt đầu nó pháo vào thành phố, nó pháo vào thành phố, pháo vào cả bệnh viện, nhà thờ rồi tan nát hết đó. Nhưng mà một cái rất là cảm động là khi tụi tôi đóng một chốt đó thì biệt kích dù, 82 biệt kích dù, nó thả biệt kích dù vô. Thì thả biệt kích dù theo thì để đánh với cái đám đó, tại vì nó đã chiếm trong thành phố rồi, nó nằm trong thành phố, mà chỉ biết đánh trong thành phố thì rất là khó. Thấy thành ra tôi thấy biệt kích dù họ nó đánh rất là hay. Mỗi người chiến sĩ đó thì họ đeo toàn là những cái lựu đạn mini, họ đánh bằng lựu đạn thôi chứ không có đánh bằng súng, tại vì nó gần nhau lắm. Thì sau khi đẩy được cái đám cộng sản ra khỏi cái thành phố đó thì mình chết 62 người. 62 người biệt kích đó, thì làm một cái nghĩa địa ngay tại đó. Thì mình có cái nghĩa địa đó thì có một cô giáo, còn cứu được cô giáo đó, thành cô giáo ra có đặt cái một cái câu thơ cho cái nghĩa địa đó. Biệt kích dù vì quốc viên thân đó, an lập địa sử đó, an lập địa sử cái chiến tích biệt kích dù vì quốc vong thân. Ngay cái nghĩa địa đó, nghĩa trang đó bây giờ vẫn còn, nó nằm ở trên mặt đất. Mà trong cái thời gian đó mỗi lần tiếp tế đâu có tiếp tế gì, chận hết đường, mình chỉ bằng máy bay thôi. Nếu mà máy bay thả rớt ở trong mình thì mình dùng mà thả ra ngoài kia là cộng sản thì nó xài lương thực đó chị. Thành ra tôi thấy tôi nằm ở đó cũng cả tháng mà mình thấy ghê quá, cái cuộc chiến nó tàn khốc lắm. Có một câu chuyện rất là vui là khi tôi ở đó đó thì từ ở đó thì lính tráng không có rau rác bây giờ đó, thì nó có một cái khoảnh ruộng rau muống đó lớn lắm, mà ở giữa thì có hai xác Việt Cộng nằm chết đó. Thì lúc đầu thì lính tráng sợ lắm, không ai dám ăn hết đó. Thì mà bây giờ không có rau làm sao, thì tôi nói là bây giờ thì mình cứ cắt vòng vòng xung quanh cắt xong đến nỗi ăn hết trơn, còn cái khỏm ở giữa hai xác Việt Cộng nằm ở đó. Lúc đó ở đâu anh? Lúc ở Bình Long. Mà lúc đó là anh là sư đoàn 18 bộ binh. Sư đoàn 18. Bình Long là sư đoàn 18. Thôi. Anh ở 22 bao lâu anh rồi mới qua sư đoàn 18? Ở 22 thì khoảng được có năm thôi. Ở sư đoàn 18. Sư đoàn 18 từ 69 cho đến lúc ra. Đến lúc ra thì tôi chuyển về phòng gì ở trên Đà Lạt. Tôi qua học bên tình báo bên Cây Mai á. Đi làm về tình báo thì đi, sau đó thì năm 72 thì đi tù 10 năm. Ở ra ngoài vùng Yên Bái, Vĩnh Phú. Ủa anh ở tù sao đi 72 anh? Năm 75 á, từ 72. Tức là lúc sau là 75. Nhưng mà lúc đó lúc mà 30 tháng 4 thì là anh đang ở đâu thưa anh? 30 tháng 4 thì mình đang ra những cái ngày, chẳng hạn như những cái ngày hôm nay là sắp sửa nè. 30 tháng 4 thì lúc đó tôi bây giờ tháng 3 là bắt đầu là mình đang chuẩn bị di tản ở Pleiku hết rồi. Bao mày thuộc rồi. Ồ, xong rồi. Tháng 4 thì lúc đó tôi về trên Đà Lạt. Tháng 3 là bắt đầu cái ngày này bắt đầu mình 30 mười mấy tháng 3, 13 tháng 3, 15 tháng 3 là bao mày thuộc. Tại trên đúng là trên di tản. Trên 30 thuộc xong rồi trên Đà Lạt sau đó. Đà Lạt khoảng là chừng tôi nhớ là những 29 30 gì đó, 28 29 thì tháng 3 đó thì lúc mà cộng quân vào nó đánh tới Bảo Lộc. Lúc đó tụi này còn xuống mà. Lúc đó tôi nhớ có lần tôi đi cái trực thăng là 19 để tôi xuống cái L-19 xuống ở trên bay ở trên cái không phận của Bảo Lộc để mà thám thính đó. Thì bay trên đó một khoảng thời gian bay vòng vòng trên đó thì không thấy êm ru lắm, không có gì hết đó. Mà khi cái máy bay bay vừa qua bên này kia thì dưới nó bắn là phòng không bắn tí xíu nên là rớt ở đó, bắn gãy nữa cánh của cái L-19. Thì anh pilot cũng giỏi, anh ráng anh lái bay về xuống Đà Lạt, bay xuống Đà Lạt. Rồi sau đó là trinh sát của trên Đà Lạt có thả xuống đó một cái toán trang bị như cộng sản vậy. Thì cái toán nó vô trong bỏ xuống thành phố đó thì lúc đó mới đánh được. Đánh rồi câu một chiếc T-54 của nó đem về để trên Đà Lạt biểu diễn. Thì lúc đó mình vô trong đó được. Nhưng những trận đánh khốc liệt như vậy anh có lần nào anh bị thương không thưa anh? Có. Cái tay bây giờ thương nữa. Cái trận này ở bên Bình Long đó. Bình Long. Bình Long hồi là lúc mà cái này nó có thể nói là nó đánh với cộng sản đó, mình không biết được nó nào.
tại vì nó nằm nhiều chỗ lắm, không đúng hết. Nhưng mà có một phái đoàn của đài truyền hình đến để mà quay phim đó, thì mấy người đến thì xuống đó, thì cái đơn vị tôi đóng ở trên gần cái phi trường Quảng Lợi. Phi trường Quảng Lợi là phi cộng nằm ở trong đó nhiều lắm rồi đó. Là đâu anh? Phi trường Quảng Lợi trong Bình Long á, phi trường lớn lắm. Ừ. Thì tôi chặn ở đường ở đó, mà hồi một cái đại đội nằm ở trên mà cứ nhúc nhích ra là nó bắn, nhích ra là bắn liền, không đi ra khỏi hầm được á. Thành thử ra là nó bắn xuống một cái đám, nó dùng cái đám mà phóng viên chiến trường rồi tới này kia để đi quán được. Mấy người đó cứ bảo tôi thấy im ru mà đâu có gì đâu, chiến trường đâu có thể đánh đấm gì. Thì tôi, mấy anh cứ yên chí, bây giờ muốn không thì muốn thì có liền. Thì tôi nói bây giờ mấy anh cẩn thận, đội non sát đàng hoàng này kia, chị biết, chỉ cho một cái tiểu đội thôi mới nhích lên trên kia, trời ơi, nó bắn không thể mà biết được. Chỉ biết cây cao su mà lớn cỡ này mà nó bắn phòng, bắn chĩa phòng không, bắn đứt đôi hết trơn vậy đó. Đó, mấy ông mới sợ quá chạy rút lui. phái đoàn mà quay phim đồ tới nó sợ quá chạy lắm đó. Mấy anh nói là êm đó, không nhúc nhích là đánh nhau liền. Hồi ở phía trường Quảng Lợi nặng lắm. Tại vì nó đi dùng cả một cái công trường của nó mà đánh mình đó. Mình khoảng 2-3 tiêu đồng, mình phải chia ra giữ chỗ này, giữ chỗ kia, đâu có giữ một chỗ được. Thành thử nó dùng cái chiến thuật đó, nó đánh áp đảo mình thôi. Thì nói chung là cuộc chiến bao giờ nó cũng tàn khốc. Chị thấy không? Bây giờ thì mình nghĩ lại thì những bạn bè, những người thân của mình, những người bạn bè cùng chung chiến tuyến thì cũng có kẻ đã ra đi nhiều. Mình thấy mình có được một sự may mắn còn lại bây giờ ấy. Yeah. Thưa anh, vậy thì được biết là anh ở trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ, đã tham gia câu lạc bộ tình nghệ sĩ, thì anh bắt đầu đi hát từ cái lúc anh còn đi lính hay là sau này thưa anh? Đi hát thì hồi xưa tôi đi học á, thì ông thầy của tôi là ông Hoàng Nguyên. Nhạc sĩ Hoàng Nguyên hồi ở dạy trên Đà Lạt đó. Hồi đó tôi học trung học, tôi học nhạc với thầy Hoàng Nguyên. Đó, một thời gian đó. Thì sau này tôi cũng có viết nhạc, cũng một số bài viết về Đà Lạt này kia, tôi cũng viết về nhạc. Rồi cái đó là cái đam mê của mình, cũng thích về nhạc này kia. Thì cái gì mình cũng biết nhưng mà không có giỏi, ví dụ đàn biết, cũng là biết hết đó. Guitar thì không biết. Nhưng mà em cũng nghe nói là anh là một giọng ca cũng chủ lực của nghệ sĩ. Cũng thì được, có vậy. Thể có. Em mời anh hát một bài để tặng quý khán giả cũng như là các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang coi chương trình của mình. Em mời anh xin hát bài gì thưa anh? Bài Mời Em Về của cố nhạc sĩ Việt Dũng. Ok, mình đến đây. Có mẹ ngồi đâu đó
sợi tóc bạc đông đưa. Tôi muốn mời em về thăm lại phố phường xưa, những chiều trời mưa bao lời yêu nói sao vừa. Tôi muốn mời em về, tôi muốn mời em về, mời em về. Em cũng đang muốn mời anh về, em mời anh về chỗ. Anh đi, em sợ anh đi ra ngoài luôn. Hay quá, hay quá. Yeah. Thưa anh, như vậy thì anh sinh trưởng ở đâu anh? Đà Lạt luôn chị. À, Đà Lạt. Đà Lạt. Mình sinh ra lớn. Thì anh có cái bài sáng tác nào mà về Đà Lạt của anh không thưa anh? Đà Lạt thì cũng có chứ. Có thì cũng anh, có vài bài. Vài bài, cái bài nào anh thích anh có thể hát một bài sáng tác của anh không? Của anh dạ. Bài về Đà Lạt á thì tụi em cũng rất thích là thành phố Đà Lạt. Rất là thơ mộng. Không có đọc lại nhưng mà có thể nhớ sẵn hát. Anh hát mỗi câu cũng được. Dạ, vài câu. Bài Đà Lạt. Nói với kẻ tông gì đó thưa anh? Anh nói với kẻ dùng. Anh có thể ngồi anh cũng được. Cho anh cái dạ. Tông đô trưởng nha. Trả lời em nha. À, bài câu cũng được. Trả lời em mây với trời Đà Lạt, nụ hôn nồng e ấp dáng kiêu sa, tóc em bay trong từng chiều hò em và những con đường in dấu chân qua. Trả lại em những chiều mưa kỷ niệm, vạt áo dài hai đứa lấy che chung, tay trong tay mắt nhìn trời khấn nguyện, xin mai sau đẹp mãi mộng tương không. Trả lại em những thư tình ngày cũ, lời yêu xưa gian dối có thèm thương. Em đi rồi như sao trời vụt tắt, sầu lên môi ngơ ngác đến nào nung. Trả lại em trường giang sen Đà Lạt, sương khói bốn mùa quyền gót chân sen. Nếu một mai bạn bè em có hỏi, xin trả lời người lính đó không quen. Trả lại em cà phê tùng Đà Lạt, âu yếm bên nhau ước vọng thật đầy. Anh cúi mặt cuộc tình đầy nước mắt, đi và về nghe lòng gió heo mây. Tức là cái bài này nó sáng tác khi anh đi lính rồi hay là chưa đi lính thưa anh? Cái bài này giả từ Đà Lạt, tức là xúc sữa đi qua Mỹ thôi. À, trả lời em Đà Lạt. Anh qua Mỹ năm nào thế anh? Năm 93. Là HO. Tên đi HO 16. Mười yeah. yeah. mấy anh? 16. 16. Yeah. Vậy là anh ở tù 10 năm. Yeah. Đi ra ngoài Bắc, Yên Bái, Phú Thọ cũng có hết đó. Lúc đó là kỷ niệm nào ở trại tù không thưa anh? Trại tù hả? Có chứ. Nhiều kỷ niệm. Nhiều kỷ niệm lắm, nhưng mà có cái là hồi đó mình qua thì ra thì mình cũng văn nghệ phân gừng thì nó cũng đỡ.
thì để cho đi hát đi trình diễn thì buồn cười lắm, tại vì đó được không đàn điếc này kia là tụi này làm lấy hết á, lấy đập những cái thùng đó rồi lấy cái dây cái dây telephone đó làm dây đàn rồi lập ra một cái ban nhạc, rồi cũng có mấy người họ mấy anh cũng giỏi về nhạc rồi anh đứng làm một cái ban hợp ca rồi tụi đi cũng đi diễn kịch rồi cũng đóng đóng nữ đóng là này kia đó thành ra. Nhưng mà có nhiều anh cũng còn trẻ đẹp lắm, thành ra đóng xong rồi cán bộ giả nữ họ ủa nó sao đẹp quá này kìa. Nhưng mà mỗi lần mà đi hát như vậy thì tối thì nó cho ăn, ví dụ nấu cháo gà cho bồi dưỡng, gọi là bồi dưỡng đó. bồi dưỡng cho ăn, hoặc là mình ở nhà mình tập thì cái khẩu phần ăn nó cho thêm, ví dụ như là mình có 5-6 sắn thì nó cho thêm khoảng nửa ký sắn luộc, tức là đặc biệt cho đội văn nghệ. Rồi lâu lâu bồi dưỡng chè hay là gì đó, cho thuốc lá nào này kia đó thì cũng có thời gian, rồi đi trình diễn từ cái ca này qua ca khác, rồi mình đi trình diễn này kia thì nó cũng nhẹ nhàng chút xíu. Nhưng mà lúc đó nó mình hát nhạc gì anh, nó mình hát nhạc vàng cho nó nghe không? Không, ca nhạc vàng thì nói về chuyện nhạc vàng thì tôi có câu chuyện như thế này, tức là mỗi lần mà đi lao động ở ngoài đó thì có mấy cán bộ giữ mình đó, họ thích nghe nhạc vàng lắm nhưng mà họ không nói, thì đến khi mà tôi hát thì cái sau họ yêu cầu hát, yêu anh hát, hát cho tôi nghe. Thì nếu mà mỗi lần mà hát ở ngoài bãi tập ấy, thì anh em được sướng, anh em được nghỉ lâu hơn, nghỉ lâu làm việc, thành ra mình hát. Rồi hồi đó tôi, bài Trường Sơn Tây Rừng Sơn Đông rồi gì đó hết rau rồi anh ấy có không rồi lấy măng cọc đó thì là hát để cho mấy anh nghe, hoặc là ngâm thơ này kia. Và những cái buổi Tết đó, thì mấy ổng cứ đi vòng vòng tối đó, thấy cũng tội nghiệp, mình thì tù ở trong nhưng mà những người cán bộ cũng mặc sơ mi đồ đẹp lắm, vác súng đi vòng vòng xung quanh cái trại á, rồi mấy anh ghé vào nói anh nào hát nhạc vàng đấy anh hát cho tôi nghe. Rồi có mấy người cũng hát nhạc vàng xong rồi mấy anh đưa thuốc lá vô tặng á, thuốc lá tặng đó, họ cũng thích nghe chứ không phải không thích nghe. Nhưng mà làm như vậy, nhưng mà đều mình thấy cái ngây ngô của mỗi người đó, họ không hiểu, mà cái trình độ mình cũng không biết làm sao tới giờ đó không biết. Thì đây có một chuyện vui là tôi đi nói ra thì họ nói bêu xấu này kia, nhưng mà tôi thấy cũng tội nghiệp, họ không biết cái lập xưởng của mình á, không biết. Thì ở trong Nam thì gửi ra để cho thân nhân ăn đó, thì sáng anh đó anh nướng cái lập xưởng, thì cái ông cán bộ bắt được kêu anh này, anh cải thiện linh tinh thế này, anh bắt con sâu gì mà anh nói kìa. Thì ông nó bảo đây là không phải, đây là lập xưởng, nói là tôi không có tin, ông không có sâu gì. Xong rồi anh bảo là tí nữa tôi làm nướng xong rồi đưa cán bộ thử, thì đem lên cán bộ cũng thử xong rồi ngày hôm sau xuống đứng chống lạnh, anh bắt cho tôi vài con nữa. Nó hết rồi cán bộ, ở nhà gửi cho có mấy cái chứ đâu phải không? Nó bắt tôi vài con nữa, thành ra mình thấy cũng tội nghiệp, họ cũng hiểu, họ không biết cũng... Thì giống như hồi sau 75 vô Sài Gòn có nói là tivi chạy đầy đường á, thì đó thì là ở ngoài Bắc có tivi mới có chứ, úi giời chạy đầy đường. Thì cái mấy ông cán bộ về bảo bây giờ đất nước ta giàu có lắm rồi, anh biết không, cứ lấy cây tre đâm xuống này là giàu nó lên à. Giờ nó phọt lên. Dạ thưa anh, có anh Cảnh ở Virginia gửi thăm tụi mình nè. Chào đại úy Cư, cô Trang Thanh Lan và Phương Quế và Nghĩa Sữa. Chúc các cô lúc nào cũng vui vẻ trẻ đẹp. Xin gửi lời chào đến anh sư đoàn 18. Xin yêu cầu anh Cư hát bài Đà Lạt Hoàng Hôn. Chúc anh Cư và đội văn nghệ luôn có những bài hát hay. Không đâu có thuộc bài đó. Hát thì cũng được mà không hát được. Để hôm nào có dịp khác đó chị. Dạ thì chúng ta cũng là sắp hết giờ rồi. Dạ. Còn 15 phút nữa lận. Quế thuộc là Đà Lạt Hoàng Hôn hát tặng anh Cảnh đi. Cũng lúc nhớ lúc không. Thôi mình hát mọi câu đi. Ừ. Tông rê đó nghĩa. Tại lâu không hát mình cũng quên. Nắng nghe xuống trời thơm. Nắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Nghe xong. Ừ.
chiều xuống thành phố mộng mơ. Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân hoang giữa hoang vu xua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi màu lam tím dần đèn lên phố phường. Gần nhau xa nhau mây núi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Không, mình hồi đó mà mình hát hồi thì cũng thuộc, nhưng mà thôi giờ mình nó hơi lực khựng lắm tại mình lâu không hát. Vâng, sau đây là có một lời nhắn của chị Bạch Mai ở Florida. Hôm nay tiếng hát Hậu Phương mời được anh Cư hát hay lắm. Các cô ca sĩ bữa nào cũng có áo dài đẹp quá, xin yêu cầu hát bài Về Dưới Mái Nhà của nhạc sĩ Xuân Tiên. Chị Bạch Mai, mỗi lần nghe tới tên chị Bạch Mai là tim em nó đập bình bịch. Chị Mai ơi, cảm ơn chị Mai rất là nhiều. À, khất nợ nữa hả Nghĩa? Khất nợ đi chị Mai ơi. Người ơi mau về đây, về bên bếp hồng tay cầm tay. Người ơi mau về đây, cao lắm á. Về bên bếp hồng tay cầm tay, cười lên chan chứa. Đổ mồ hôi hột hết hồn. Chị Bạch Mai ơi, đừng yêu cầu ác quá tụi cảm em. Ơn chị Bạch Mai. Và của một người khán giả tên là cô Thanh ở Georgia, chúc Phương Quế và Tân Thái Lan được nhiều sức khỏe, gửi lời thăm Nghĩa Sữa và anh Cư. Xin hỏi anh Cư ở Đà Lạt nhưng ở phường nào và khu nào? Có người hỏi vậy. Phường nào và khu nào nha? Ở chị Thanh, phường phường tám Cô Giang, phường phường Cô Giang, phường Cô Văn, Cô Giang, Cô Giang, Cô Giang, Cô Giang. Cô Giang đó. Chắc cậu biết ở chỗ nhà thờ con gà đó phải không anh? Không, nó ở dưới đường ga xe lửa đi lên. Dạ anh Cư trả lời là anh ở ấp phường Cô Giang. Cô Giang. Dạ rồi thôi, bây giờ ba mấy phút rồi. Mình vừa nhận được một cái thơ. Vâng, Tiến Hậu Phương vừa nhận được một cái thơ của anh Tư Sài Gòn gửi từ bên anh, vâng, bên anh Lê đó, gửi qua cho Tiến Hậu Phương. Và sự thật mà nói tụi em cũng còn nhỏ tuổi quá đi, thành ra là cái chữ của anh viết nhỏ quá, chúng em không có đọc được, bây giờ phải về lấy kính hiển vi. Cho nên rằng mong là anh Tư Sài Gòn thông cảm, chúng em sẽ đọc thư của anh. Có cái thiệp chúc xuân nữa. Và cảm ơn rất nhiều đã theo dõi chương trình Tiến Hậu Phương từ bên anh. Và gửi cái thiệp chúc Tết. Đây là cái thiệp chúc Tết anh gửi. Tạm thời tôi gửi hai chị copy hình như máy copy không được tốt, không đúng màu, không đúng. Gửi qua bằng điện thoại tôi nghĩ tốt hơn đây. Em thấy cũng đẹp lắm, anh có bông mai vàng là nó ra màu vàng là biết bông mai. Cảm ơn anh Tư Sài Gòn rất là nhiều. Cảm ơn anh Tư. Và chúng em sẽ đọc thơ anh. Dạ. Trang Thanh Lan hình như là có em nào yêu cầu Có một em yêu cầu Trang Thanh Lan hát Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương. Nhưng mà cái bài đó thì Trang Thanh Lan lâu quá không hát, nhưng mà chắc những tuần sau Trang Thanh Lan sẽ hát Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương để tặng em. Mà một em đó email từ Việt Nam. Thưa quý vị, và hôm nay thì Trang Thanh Lan cũng xin phép được hát một bài hát mà rất là thích. Từ lúc còn nhỏ tới bây giờ mà tình cờ nghe được chị Phương Dung hát, lâu lắm không có ai hát hết.
thì bài hát được mang tên là Đêm Ngoại Ô, không biết của nhạc sĩ nào nữa. Để hát mừng sinh nhật của em Hằng Ngọc Tuấn. Và cũng tặng em Hằng Ngọc Tuấn nhân dịp sinh nhật của em trong tuần lễ này. Happy birthday em. Dạ. Bài hát Đêm Ngoại Ô son nhé. Thiệt lâu, là lắm rồi, lâu lắm luôn rồi nha. Bây giờ trên YouTube nó hay lắm ha. Có những bản xưa thực sự mình quên, mà có những người họ lại bỏ lên YouTube mình lại bài tìm này lại được. Mà Trang Lan thích từ lúc mà hồi 14-15 tuổi giờ, bây giờ mới mới nghe lại được. Thưa anh, như vậy thì lúc mà anh qua bên Mỹ thì anh sinh hoạt như thế nào thưa anh? Đầu tiên anh sinh hoạt như thế nào? Qua đây thì nói chung là thì mình cũng có đi học sơ, tại vì lớn tuổi rồi, thành ra tiếp tục phải đi làm liền, thì mình đi làm đủ nghề, chẳng hạn đi lấn mấy cái hồ bơi hay gì này kia. Anh định cư ở California này tới bây giờ luôn hả? Dạ, tại vì có bà chị ở đây. Orange County tới bây giờ. Orange County tới giờ. Rồi bao giờ thì anh bắt đầu anh sinh hoạt văn nghệ trở lại, và nhân duyên nào mà anh ta gia nhập với câu lạc bộ tình nghệ sĩ thì cũng có cái dịp người bạn cũng mới giới thiệu câu lạc bộ, mà lúc đó thì mới thành lập thôi, thì cũng còn ít. Tôi thấy tại vì mình thấy cái chiều hướng của cái câu lạc bộ, cái tinh thần của nó, cái mục tiêu đích của nó rất là hay, đúng, thành ra tôi thích tham gia. Ngoài ra thì tôi tham gia ở các ca đoàn nhà thờ
Thành ca đoàn nhà thơ là chính, hồi đó mình hát. Sau này mình vào cái câu lạc bộ tình nghệ sĩ thì mình thấy cũng hay. Ở đó là mình bảo tồn cái văn hóa cũng như là phát huy cái dòng nhạc ở hải ngoại. Thì tôi thấy qua bên này thì mình thấy thì cũng không phải mình nói cái gì, nhưng mà mình thấy chưa có những cái bài hát nào mà thực sự là hay ở hải ngoại. Ít lắm, mà nó không có chiều sâu, không sắc. Những cái bài cũ của mình nó vẫn là hay, nó vẫn đi sâu vào lòng người. Họ viết cái nhạc như vậy. Thì qua bên anh Cao Minh Hưng thì tôi cũng có thể hợp tác với nhau, thì cũng có thể sáng tác những cái bài về về Việt Nam đó, những cái bài khác. Những cái bài hát của câu lạc bộ hợp ca đa số là bài của anh Hưng sáng tác, hay là nhạc sĩ Anh Bằng. Đó, thì để mình hát. Anh em mình sẽ nói về cái phần đó là và phần sau thì chúng ta sẽ nói sâu thêm về câu lạc bộ tình nghệ sĩ của chúng mình. Vậy thì rốt cuộc thì trong cái đời lính của anh như vậy đó là bao nhiêu năm anh ở trong quân ngũ? Như vậy là tính tổng cộng thì khoảng 9 năm. Khoảng 9 năm. Khoảng 9 năm, nhưng mà thì nói hồi xưa thì gia đình cũng sợ lắm. Đời ta lính chiến mà, thành thử ra tôi không có chưa lập gia đình. Thì chưa có gia đình. Khi đi tù về thì mới lập gia đình. Hiện giờ anh có mấy cháu thôi anh? Có một thằng boy thôi. Năm nay cũng được 27 tuổi. Tức là sau khi đi tù cũng tù về mới lấy vợ. Vâng. Thì anh chị sinh sống ở bên này bây giờ hiện tại như thế nào thế anh? Thì tôi retire rồi, mình lớn rồi, retire rồi. Còn thằng bé thì nó còn tiếp tục nó đi học. Có cháu ngoại rồi? Chưa, nó chưa có gia đình. À, 27 tuổi, con trai. Có một cậu rồi. Một cậu trai thôi. Cậu trai thôi chị. Nhưng mà anh như vậy thì là anh gia nhập câu lạc bộ tình nghệ sĩ thì thời gian lúc nãy anh retire thì anh có thời gian đi tập vợ? Thì cũng có thời gian. Nghe nói anh cũng có làm thơ đúng không anh? Cũng thơ, cũng làm nhạc thì những cũng ít thôi, hay là phổ nhạc này kia đó. Tôi thường những bài thơ tôi hay phổ nhạc và rồi cũng có một số những cái bài nào mình cảm thấy hay mà nó xúc tích đó, thì mình cũng phổ nhạc, nhưng mà đa số là mình hát cho bạn bè với hát cho mình chứ không có hát ra ngoài. Nhưng mà anh giữ giọng tốt, em nghĩ là tại vì anh đi hát trong nhà thờ. Đúng không? Trong nhà thờ thì hát. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thì chúng em cũng tiện đây cũng xin gửi một cái tin buồn ở trong phải gọi tạm gọi là gia đình nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng tôi vừa được tin buồn là hiền thê của ca sĩ Giang Tử, thì anh Giang Tử mất đã được 4 năm và hiền thê của anh Giang Tử cũng vừa mới từ trần tại Houston, Texas vào khuya ngày hôm qua, tức là ngày 19, lúc 10 giờ đêm giờ Cali, và chị Vòng Quay Muối, Hưởng Dương, 59 tuổi, nghe gia đình kể thì chị bị chứng bệnh ung thư ngực. Và trước cái tin này thì Tiếng Hậu Phương, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Nghĩa Sữa cũng xin gửi lời chia buồn đến gia đình của chị Thu, còn lại là chị Ánh và con gái là cháu Trang. Nguyện cầu hương hồn của chị Thu, tức là chị Vòng Quay Muối, được sớm về với Phật. Một lời thành thật chia buồn nữa đến với gia đình. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát để mời quý vị xem một số ít thông tin thương mại của đài. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Hậu Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada được làm chính gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại mua sắm qua số 1-877-892-6999. Và chương trình Tiếng Hậu Phương cũng được bảo trợ bởi công ty Dược Thảo Cảnh Thiên, một thương hiệu có uy tín về dược thảo đông y. Đông y sĩ Cảnh Thiên với kinh nghiệm trên 50 năm, xem mạch rất hay, thuốc thang đúng bệnh. Ông đã từng giúp hàng trăm nghìn đồng hương chiến thắng nhiều căn bệnh hiểm nghèo.
giúp quý vị cao niên chọn liệu pháp dưỡng sinh tăng sức khỏe và tuổi thọ. Chúng tôi luôn lấy phương châm tất cả cho sức khỏe để phục vụ đồng hương. Có xe mạch hút thuốc thang, có trên 140 mặt hàng dược thảo đặc chế rất công hiệu. Muốn mua dược thảo 100% organic của công ty dược thảo Cảnh Thiên, xin liên lạc số 714-775-1069. Ngoài Cali xin gọi 855-775-1069, mở cửa 7 ngày từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đây là nơi làm việc duy nhất của Đông y sĩ Cảnh Thiên, không có chi nhánh nào khác. Xin đồng hương lưu ý để tránh lầm thầy, lầm thuốc. Dạ, sau đây là lời chia sẻ của anh Trần Ngọc Ân, Trần Ngọc Ẩn, anh không đánh dấu. Thì Trang Thanh Lan xin phép được đọc cái thư của anh như sau. Tôi tên là Trần Ngọc Ân, vào năm 1968 và 1970 tôi làm việc ở phòng 3 toán, cố vấn 70 Mỹ, sư đoàn 5 bộ binh, từ Phú Lợi đến Lai Khê. Tuy là dân sự nhưng cũng đã nếm trải những gian nguy như những người lính. Hôm nay xem chương trình này qua lời kể của Trung úy Lê Cảnh Sao, tôi rất xúc động. Tôi cũng muốn tìm nhạc sĩ Vân Tùng, cũng là đại úy, Bửu làm ở phòng 3, muốn hỏi thăm ông còn khỏe mạnh hay không. Hai cô có biết tin về ông, xin vui lòng cho biết. Xin cảm ơn hai cô nhiều. Số phone của tôi là 289-233-6767 hay là 289-505-39-3490. Hiện tôi đang ở Canada. Anh Vân Tùng, hình như là đại úy Vân Tùng thì phải. Thì ảnh có làm cái bài hát Thu Tím Lá Vàng mà Trang Thanh Lan đã có hát rồi. Nếu có mà anh Vân Tùng, Vân Tùng ở đâu đó lắm trên thế giới nếu mà được cái tin tức này thì hãy liên lạc với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương cũng được, để Trang Thanh Lan với Phương Quế sẽ chuyển cái số phone của anh Trần Ngọc Ẩn, Trần Ngọc Ẩn gì cho anh. Cảm ơn anh Trần Ngọc Ẩn rất nhiều. Dạ vâng. Sau đây là lá thơ mời của đại diện Đại hội 50 năm Liên khóa 68 sĩ quan trừ bị. Thưa quý anh, để tưởng niệm biến cố mậu thân, cộng sản đã vi phạm lệnh hưu chiến, tiến hành những cuộc thảm sát đẫm máu trên toàn miền Nam năm 1968 và cũng là nguyên nhân chính lệnh tổng động viên được chính quyền Việt Nam Cộng hòa ban hành. Những thanh niên trong hạng tuổi thuộc tài nguyên sĩ quan trừ bị từ khắp mọi miền trên mảnh đất tự do của Việt Nam Cộng hòa đã giã từ cuộc sống dân sự lên đường nhập ngũ, cầm súng bảo vệ quê hương, chống lại hiểm họa xâm lăng của cộng sản. Qua những cuộc thăng trầm dâu bể, 50 năm qua đi từ ngày gia nhập quân ngũ, ngày nay tuổi đã về chiều, trên bước đường lưu lạc chúng tôi ước mong tìm gặp lại những người bạn cùng thời ngày xưa ấy, tìm về nhau nhắc nhở lại những kỷ niệm một thời cùng chia sẻ vui buồn thời chinh chiến, cùng đứng chung dưới bóng cờ chính nghĩa bảo vệ quê hương Việt Nam. Một ban tổ chức đã được hình thành gồm các thành viên của các khóa từ 1-68 đến 9-68 sĩ quan trừ bị. Xin mời gọi quý anh về tham dự đại hội của Liên khóa kỷ niệm 50 năm 68-2018 sẽ được tổ chức vào 2 ngày 5 và 6 tháng 5 2018 tại Nam Cali, tiền đại hội vào ngày 5 tháng 5 2018 tại Lake Park, Santa Ana, ngày 6 tháng 5 lễ tưởng niệm đồng đội và nạn nhân thảm sát mậu thân 1968 vào lúc 9 giờ sáng đến 11 giờ tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, Nam Cali. Đại hội chính thức vào tối ngày 6 tháng 5 tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim, từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Giá vé ủng hộ bao gồm ẩm thực 35 đồng. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Nguyễn Đức Tiến 714-261-7714. Nguyễn Đức Tiến 714-261-7714. Dạ vâng, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương ở phần thứ hai xin giới thiệu quý vị thêm một người khách nữa rất là đặc biệt. Anh là một người thế hệ trẻ nhưng mà anh vừa là bác sĩ, vừa là nhạc sĩ, rồi vừa là thi sĩ, rồi vừa là nhiếp ảnh gia nữa. Dạ vâng. Đừng nói thêm nữa nha, nói thêm mà có cái vụ kia ra nữa. Là loài sĩ. Dạ, không biết loài sĩ có không, để lát mình không, coi. Không, nha sĩ mà làm sao loài sĩ được. Dạ vâng. Yeah. Chắc quý vị không có lạ gì với gương mặt đã lên Tiếng Hậu Phương một lần rồi và cũng lên ở trên các đài truyền hình rất nhiều. Chúng tôi xin giới thiệu bác sĩ, nhạc sĩ Cao Minh Hư. Dạ, mời em gửi lời chào. Cảm ơn, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Tiếng Hát Hậu Phương cũng như là chị Trang Thanh Lan và chị Phương Hồng Quế và anh Thành Cư trong chương trình ngày hôm nay. Rất vui khi được tiếp Cao Minh Hưng lần thứ hai tại chương trình Tiếng Hát Hậu Phương này. Bữa nay mình lên có mục đích gì em?
Thưa chị, thì trong ngày hôm nay thì phải nói là cảm ơn hai chị cho Cao Minh Hưng cũng như anh Hành Cư đến đây để chia sẻ quý vị một cái chương trình mà câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ tổ chức vào thứ bảy ngày 31 tháng 3 sắp tới đây. Thì đây là cái dịp câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ tổ chức kỷ niệm 8 năm thành lập, thưa chị. Thì thấm thoát mà đến nay là 8 năm rồi. Không nhớ là những ngày đầu mà những năm đầu tiên thì lúc đó có chị Trang Thanh Lan, chị Phương Hồng Quế cũng lúc đó mình đến sinh hoạt. Thì Cao Minh Hưng cũng như anh Hành Cư ngồi nghe anh kể lại những cái kỷ niệm, trong đó là những kỷ niệm khi anh đến Hoa Kỳ. Và anh Hành Cư cũng là một trong những người trong những ngày đầu khi mà lúc đó có cố nhạc sĩ Anh Băng. Ông là một trong những người phải nói là có cái ý tưởng là thành lập một cái nơi để các anh chị em có thể ngồi lại với nhau. Và lúc đó anh Hành Cư cũng là một người đến với sinh hoạt câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ ngay từ đầu. Thì thấm thoát mà đã 8 năm rồi, có anh Hành Cư. Thì kính thưa quý vị, kể từ đến nay thì câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ luôn luôn như là chị Phương Hồng Quế và chị Trang Thanh Lan có nói là luôn luôn sát cánh với những sinh hoạt của cộng đồng. Thì ngày hôm nay là cái ngày 31 tháng 3, thì chúng tôi thì qua làn sóng của đài trong chương trình Tiếng Hát Hậu Phương kính mong quý vị sẽ đến để ủng hộ với chương trình với các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi. Cái chương trình phải nói rằng Hưng có thể nói sơ về cái sinh hoạt của câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ từ bước đầu là cách đây 8 năm, đúng không? Thì cái buổi phôi thai đó thì chúng ta có được bao nhiêu người, và bây giờ được bao nhiêu người, và chúng ta sinh hoạt như thế nào? Kính thưa chị, thì thấm thoát với Cao Minh Hưng thưa là đã 8 năm rồi. Trong ngày đầu tiên thì Cao Minh Hưng nhớ có những người ngày hôm nay không còn ở với chúng ta. Lúc đó có thầy Liêm và thầy và chúng ta cũng rất là hân hạnh ngày đến ngày hôm nay cũng có giáo sư Nguyễn Văn Khoa. Thì thầy Khoa và thầy Lê Văn Khoa cũng như là nhạc sĩ Lam Phương cũng là một trong những nhạc sĩ ngày đầu. Chúng ta nhớ có nhạc sĩ Nam Lộc cũng có trong ngày hôm đó. Thì trong những cái máy hiên của nhà hàng Monami trên đường Euclid, thì ngày hôm đó có chắc chắn là có cố nhạc sĩ Anh Bằng, ông cũng có mặt ngày hôm đó. Và cùng với anh chị em thì trong những ngày đầu thì khoảng 6 tháng sau khi ngày thành lập, thưa chị, thì câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ có thành lập ra cái ban hợp ca. Thì ban hợp ca là một trong những cái sinh hoạt phải nói là rất là nổi của anh chị em. Và sau đó thì cho đến ngày hôm nay, thì để trả lời câu hỏi của chị, thì câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ cũng có một số anh chị em thành lập một số chi nhánh, một số thành phố lớn của Hoa Kỳ cũng như là một số quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ cũng có chi nhánh của câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ, thưa chị. Cũng lan rộng dữ ha. Dạ. Giờ trên thế giới đều có hết rồi. Dạ. Câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ hết rồi. Bây giờ câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ có bao nhiêu người thấy rồi Hưng? Ở miền Nam Cali thì các anh chị mà sinh hoạt trong ban hợp ca có khoảng chừng 40 đến 50 người. Tuy nhiên thì một số câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ không riêng gì về lĩnh vực âm nhạc, một số văn nghệ sĩ cũng có mặt. Và nói đến tất cả những anh chị em trên khắp nơi thì đến nay có khoảng trên 500 người, thưa chị, 500 thành viên sinh hoạt. Chị thấy chung có với các nhau. Em thiếu nhi sinh hoạt mà Hưng dạy hát nữa thì được bao nhiêu em tỷ rồi em? Đến hôm nay thì khoảng hơn 40 hơn 40 em rồi, thưa chị. Đó là những em mà trong cái ban tí hon mà thiếu nhi của câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ. Rất là dễ thương. Các em hát cũng hay nè, cũng rõ. Mà hay lắm em, tại vì chị thấy rằng không những là mình duy trì cái nền văn hóa Việt Nam và còn giữ cho các em biết hát tiếng Việt, nói tiếng Việt giỏi nữa. Thì chị thấy là các em múa cũng hay nè. Rồi như vậy thì những lúc mà tập vợt cho các em, rồi mình có cái nơi nào để mình tập vợt hơn? Dạ. Kính thưa quý vị, thì cũng may mắn có sự thương yêu của cộng đồng. Và gần đây thì các anh chị trong ban điều hành của câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ đã tìm một cái địa điểm là Thư viện Việt Nam, thưa chị. Tức là chỗ mà có nơi của ký giả Du Miên. Trên đường Euclid với Westminster. Thì cứ mỗi chiều thứ bảy hàng tuần từ 5 giờ tới 7 giờ rưỡi các em đến đó để học hát, rồi học múa. Thì phải nói lòng cảm ơn cái sự giúp đỡ của rất là nhiều. Đặc biệt là những người như là anh Hành Cư cũng trong ban điều hành cũng đến cùng với chúng tôi để hướng dẫn các em, thưa chị. Mà như vậy em là một con chim đầu đàn đầu tiên hết để mà thành lập ra câu lạc bộ này. Thì những cái sinh hoạt của mình đó, những cái chi phí thì mình lấy từ đâu em? Từ cái quỹ nào hay là cá nhân hay như thế nào, em có thể trình bày? Dạ, một câu hỏi mà chắc là anh Hình Cư và Cao Minh Hưng cũng nghe rất là thường, kính thưa quý vị. Thì mỗi lần mà thấy các chị xuất hiện trong những chương trình, lúc nào cũng mặc những cái đồng phục áo dài rất là đẹp. Đúng rồi. Cũng như là sau này có chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ, một chương trình hoàn toàn miễn phí cho các em thiếu nhi. Thì rất là nhiều quý vị cũng hỏi là chúng tôi thế nào mà có những cái chi phí để trang trải như vậy. Thì kính thưa quý vị, những cái chương trình như vậy, kỷ niệm cứ mỗi năm thì cái dịp tháng 3
là cái chương trình lớn nhất của câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ kỷ niệm ngày thành lập, thì năm nay là ngày 31 tháng 3. Những số tiền mà quý vị đến mua vé cũng là một cách trước là chung vui với các anh chị em, và sau đó cũng là một cách để tiếp tay với các anh chị em nghệ sĩ. Cũng như trong câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ cũng có một số có in cuốn booklet thưa chị, thì một số những cái cơ sở kinh doanh thương mại cũng bảo trợ chương trình này, thì đó là một cách để câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ cũng có thêm cái ngân quỹ sinh hoạt trong năm thưa chị. Dạ, em cũng giới thiệu luôn mình làm ngày mấy tháng mấy và có thành phần ca sĩ và ở đâu. Dạ, thưa kính thưa quý vị khán giả, thì chương trình ngày 31 tháng 3 tức là thứ bảy trước lúc 6 giờ thì tại nhà hàng Majesty, một cái địa điểm cũng khá quen thuộc trên đường Euclid và trên đường Edinger, chắc chắn là không thể thiếu được hai bà chị rất là dễ thương của chúng tôi là chị Phương Quế và chị Trần Thanh Lan. Dạ, sẽ có mặt trong chương trình ngày hôm đó cũng như là một số anh chị em nghệ sĩ. Nhà chúng ta có anh Lê Toàn, anh Ngọc Trọng và một số ca sĩ, tất nhiên là không thể thiếu được các anh chị em của câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ là ca sĩ Hạnh Cư, mà quý vị vừa nghe tiếng hát phải nói rất là hay của anh. Một số những MC cũng đến với chương trình, có ca sĩ Mai Vi, những tiếng hát mới là ca sĩ Duy Tân, các em thiếu nhi cũng sẽ có một số màn trình diễn ngày hôm đó thưa chị. Và các cao minh cũng xin phép được thưa luôn là giá vé là 35 đô cho vé bình thường đồng hạng và 45 đô VIP, bao gồm ẩm thực. Quý vị muốn tham dự chương trình này có thể là gọi cho chúng tôi. Chắc chị Thanh Lan cảm ơn chị lúc nào cũng cái số điện thoại này không thể nào mà chúng ta không nhắc đến, thì quý vị có thể mau mau đặt vé, số điện thoại 714-403-9315. Nhắc lại lần nữa. Xin điện thoại một lần nữa là 714-403-9315. Và như anh Cư đọc số của chị Lisa đó. Hoặc là chị Lisa Trần, số phone là 714-837-5793. 714-837-5793. Được biết là Cao Minh Hưng á cũng có ra một cuốn sách phải không? Em giới thiệu luôn cuốn sách luôn đi em. Cảm ơn chị nhé. Kính thưa quý vị, trong cuốn sách mà Cao Minh Hưng cầm trên tay, vinh danh và tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng. Chúng ta biết ông phải nói là một cái người nghệ sĩ rất là để lại một cái gia tài đồ sộ trên 600 nhạc phẩm cho nền âm nhạc của Việt Nam chúng ta. Riêng đối với các anh chị em trong câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ thì chúng tôi có những rất là nhiều kỷ niệm, cũng có cái may mắn được sinh hoạt với ông trong những cái năm tháng cuối đời của nhạc sĩ Anh Bằng, cũng như là có một lần Cao Minh Hưng cũng chia sẻ với hai chị là cũng một số bài hát Cao Minh Hưng cũng có dịp để học hỏi từ ông và cùng ông sáng tác. Trong đặc biệt trong cái lần kỷ niệm lần này thì kỷ niệm 2 năm ngày ông vĩnh viễn ra đi, thì câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ với 40 tác giả khắp các nơi, một số nhà văn không riêng gì Hoa Kỳ mà cũng một số quốc gia khác cũng cùng chia sẻ những cái kỷ niệm mà họ có đối với nhạc sĩ Anh Bằng. Thì ngày hôm đó quyển sách này cũng sẽ được ra mắt. Nếu quý vị ở xa trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ mà theo dõi chương trình ngày hôm nay mà nếu không có thể đến để chung vui cùng với các anh chị em, thì cũng có thể tìm mua quyển sách này trên amazon.com thưa chị. Chỉ đánh vào quyển chữ là vinh danh và tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng, chúng ta sẽ thấy một cái link đường link đó, thì quý vị có thể order trực tiếp. Giá bán là chỉ có 25 đô thôi, mà tất cả những cái tiền chi phí, những cái tiền mà bản sách này cũng sẽ chở giúp một cái ngân quỹ của câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ thưa chị, để đào tạo các em nhỏ nữa. Thì nếu mà quý vị nào không có vào internet Amazon được thì có thể điện thoại để mua sách không em? Dạ thưa chắc chắn rồi chị, thì một lần nữa số điện thoại là 714-403-9315. 403-9315 là số điện thoại để chúng ta có thể ở Nam Cali, ở những vùng phụ cận, ở Los có thể mua vé để tham dự cái đêm kỷ niệm 8 năm thành lập câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ ngày 31 tháng 3 tại Majesty. Và quý vị cũng có thể gọi vào để mua sách. Và một câu hỏi nữa là có nhiều người hỏi là lý do gì mà Cao Minh Hưng lập một cái câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ, có một cái lý tưởng gì hay một cái lý do gì? Kính thưa quý vị, cũng rất là cảm ơn chị đặt cái câu hỏi này. Như Cao Minh Hưng có thưa một vài lần trước đây, thì năm cuối năm 2009, đầu năm 2010, thì lúc đó Cao Minh Hưng có cái cơ duyên gặp nhạc sĩ Anh Bằng. Ông ngồi xuống, ông chia sẻ, đó là chúng ta biết là rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ như hai chị rất là bận rộn những cái show nhạc. Nhưng mà tuy nhiên các anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại không có một nơi để mà mình ngồi xuống cùng nâng đỡ với nhau, nâng đỡ tinh thần, chia sẻ những cái kinh nghiệm, đặc biệt đối với những nhạc sĩ, thì nhạc sĩ Bằng luôn luôn khuyến khích đặc biệt là thế hệ trẻ sáng tác. Và một trong những dòng nhạc mà chúng ta biết là dòng nhạc đấu tranh, ông luôn luôn khuyến khích, đó là một trong những lý do mà cá nhân Cao Minh Hưng cũng có một số những bản nhạc đấu tranh để cho quê hương đất nước Việt Nam chúng ta.
thì đó là một trong những mục đích, và một trong những mục đích mà đến ngày hôm nay chúng ta thấy nó đã trở thành hiện thực là việc nâng đỡ và phát triển tài năng trẻ. Ông có một cái nhìn rất là rộng đối với những mầm non chúng ta, các em đặc biệt là ở hải ngoại, các em sinh ra và lớn lên ở đây không có cái gì mà tiếp xúc với nền văn hóa Việt Nam chúng ta, nói tiếng Việt cũng đã khó rồi. Thì qua cái chương trình này thì một lần nữa chúng tôi có những em trẻ đến, rất là nhiều phụ huynh đưa các em đến, khi các em đến các em không có nói được tiếng Việt mà học hát, rồi từ từ các em tự tin rất là dạng, phải không thưa anh Cư? Thì anh Cư có thể chia sẻ thêm cái sinh hoạt của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ mình thì hả? Nói chung là cái câu lạc bộ chúng tôi, ngoài ra chúng tôi có mướn các thầy đến dạy. Các thầy có kinh nghiệm về học các trường âm nhạc đó, đến dạy như thầy Ngọc, thầy dạy buổi chiều cho các về thanh âm, về hát này kia để cho các em. Và chúng cho những cái ban hợp ca, một tháng tụi này thực hiện một lần để tập hát. Và thưa quý vị, thì ngoài cái cuốn sách này thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị, câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ cũng thực hiện được một cái DVD với cái hiệu là Việt Nam Tôi. Và đây là tất cả những cái chương trình, tất cả những cái câu lạc bộ, những người, những cái bé thiếu nhi đều thực hiện, đều có ở trong cái DVD này, và ngoài một số ca sĩ ở trong này. Có bao nhiêu bài hát trong đó thưa anh? Bao nhiêu tiết mục thưa anh? Ô nhiều lắm, 33 tiết mục. 33 tiết mục? Dạ. Yeah. Dạ, yeah, tức là có vừa fashion show, là vừa có các em fashion show, rồi có các em mình múa nữa, nữa. Yeah. Các em nhỏ rất hát. Dạ. Dạ. Và chúng ta bán bao nhiêu vậy thưa anh? 25 đô chị. 25 đô. Dạ. Dạ vâng. Dạ, theo Đăng Thanh Lan biết thì Cao Minh Hưng là một bác sĩ nha khoa. Nhưng mà khi mà Cao Minh Hưng làm răng cho khách á, thì có khi nào Cao Minh Hưng hát cho khách nghe không? Vì cái nhiều cái nghe nhạc cũng là một cái liều thuốc mà giảm đau rất là quý. Dạ, yeah, một câu hỏi rất là hay. Cảm ơn chị Trang Thanh Lan. Thì cũng tiếc là những cái nơi mà Cao Minh có phòng mạch làm việc thì không xa cái cộng đồng Việt Nam chúng ta, thành ra rất là ít, không có dịp để hát. Toàn là người khách Mỹ, khách Mỹ, người quốc, dạ, khách Mỹ, khách người Mỹ. Bây giờ hát tiếng Mỹ nhiều hơn là hát tiếng Việt. em thuộc bài hát Mỹ nào? Dạ, em chỉ đùa vậy thôi. Yeah. Như vậy thì Hưng sáng tác được bao nhiêu ca khúc rồi Hưng? Dạ, đến ngày hôm nay thì cũng trên 60 bài hát rồi, thì chị cũng đã sáng tác. Yeah. Chị rất thích cái bài Phượng của em á. Dạ. Thì bây giờ nếu mà em có thể em hát cái bài đó cho khán giả nghe được không? Đôi mắt Phượng. Đôi mắt Phượng đó. Đôi mắt cái bài, cái vở kịch đó cũng hay nữa. Và cái bài nhạc em đặt cái bài đó chị cũng rất là thích. Dạ. Thì nếu mà được á thì em có thể hát. Bữa nay gặp hai bà chị đây rồi, ông anh là những cái ca sĩ này, rồi bà chị bắt em hát thì chắc là phải khớp lắm thưa quý vị. Không, em cũng hát thì, đi em, tại vì khán giả cũng muốn biết nhỏ cái bài hát. Người ta không khớp, hát khớp gì. Dạ, Đôi Mắt Phượng là một cái bản nhạc, kính thưa quý vị, cũng dựa theo một cái câu chuyện, một cái thảm cảnh của người Việt Nam. Tức là chúng ta đang sống vào những ngày bức vào tháng 4, thì phải chắc chắn là phải nhắc đến cái lịch sử cái thuyền nhân Việt Nam chúng ta. Thì đây là một cái câu chuyện của nhà văn Nguyễn Đặc Thịnh. Ông viết về một cái thảm cảnh của một người tị nạn Việt Nam là chị Phượng, trên đường vượt biển tìm tự do, rồi chúng ta thấy nhất như là hàng trăm ngàn những người phụ nữ như vậy cũng phải, cuối cùng thì chị cũng phải cắt máu để cho mớm cho đứa con trước khi mà chị cũng bệnh viện ra đi. Thì đây là một cái chuyện rất là thương tâm, thì chắc là nhờ anh Son Thứ cái bài nhạc này. Cảm ơn anh, không biết anh Cư có thuộc bài không thì hát chung với em testing it. Yeah, slow. Quá. Thôi mình nhớ tới đâu mình hát tới đó. Tại vì cái bài nó cũng thích hợp với mơ thứ tư. Đôi mắt vừa lên trời nắng thương qua quanh đời tà áo trắng thương ngày ánh mắt thiên thần em đã chiếm tim thôi dìu nhau chung bước xây đắm đời mất phương Sài Gòn ơi đâu nắng cũ ôi lắm đoa đầy nhiều kiếp sống anh mắt tôi thương em đã bán thân anh.
vương biên tìm tự do. Đôi vân phượng trên tàu đêm bước sông, biển gào thét như chỉ muốn nhấn chìm bao sinh linh đang tìm đường vươn thoát. Em hiên ngang làm bao tôi lùi xa, đuổi mẫn phương tàu vơ tan trên đỉnh vân để cứu con mình. Em thở cách thân em mặt trên dần vẫn muốn mong cho con, rồi em lặng lẽ mặt tan vào đại dương. Xin cảm ơn anh. Đang vô acid mỏng thiên danh dễ thương à. Dạ, tâm mình còn nhiều chuyện để tâm tình với quý vị. Để tâm tình. Để xin phép Hưng với anh để có những cái lời nhắn nhủ của quý vị khán thính giả. Anh chị Bình Ngân ở Tennessee là bạn của anh Cư. Yêu cầu anh Cư hát một bài nào đó của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Trời, nếu có thể xin hát bài Ai Lên Xứ Hòa Đào. Xin cảm ơn. Không thuộc. Thuộc cái nào hát con đó anh? Đúng rồi. Hoàng Nguyên mà thầy anh bạn thuộc bài nào hết hả? Bài đó lâu rồi. Chắc hay chị hát chung đi. Chị hát đi. Không, mấy bài mình cũng không có thuộc lắm đâu. Bây giờ nếu muốn hát bài nhạc Hoàng Nguyên đó, một cái bài mà Quế rất là thích, mà chú Hoàng Nguyên chú đặt cho những cái người lính mà bắt đầu đi tập lính ở trung tâm 3 tuyển mộ nhập ngũ với lại liên đoàn A con Trung đó. Cái bài đó là ông đặt cho những người thứ bảy đó, những người yêu đi đến thăm những tân binh. Cái bài đó Quế rất là thích cái bài đó. Thì tao ngộ phải không? Không phải, bài này là bài Sao Em Không Đến, nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Sao Em Đến. Mà cũng để tưởng nhớ chú Hoàng Nguyên luôn. Một người nhạc sĩ mà Phương Quế cũng rất là kính. Okay. Thì mình hát cái bài Sao Em Không Đến đi. Đúng rồi. Để tặng tất cả các quý vị cựu quân nhân và được biết là ba của Hưng cũng là cựu quân nhân nữa. Dạ. Thôi xin khất với anh Bình nha. Thôi kỳ khác nha. Khất lên khất đi, kỳ khác lên hát kỳ khác nha. Nghĩa cho Tông La. Tông La mà Silorok. La giảm trưởng đi cứ. La giảm trưởng đi. Sao em không đến chiều nay thứ bảy? Sao em không lại đường vắng em đi? Sao em không lại, sao em không lại quân trường riêng tôi đứng đây đếm từng chiếc sao em không đến, sao em không đến để nắng chiều tắt trên cây xoan già quạnh vắng mình tôi bâng khuâng trông chờ nghe lòng thương thương nhớ 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 thương người em trong ước mơ. Đời tôi từ ngày khoác áo chiến binh lên đường thấy rằng lòng mình đã bớt vấn vương chiều
dài ấp kín hồn tôi. Tôi mong em đến chiều nay thứ bảy, cho tôi không còn tìm áo ai bay, cho tôi không còn đêm bước âm thầm những chiều em không đến thăm, vì tôi biết tôi còn có em. Sao em không đến, sao em không đến, sao em không đến, sao em không đến. Quá hay, quá hay. Mình hát mình nhớ cái lúc mình mới đầu tiên mình đi hát ở Liên đoàn A Quang Trung á, nhớ ngày xưa quá. Anh Cư nghe bài này anh Cư có nhớ em nào lúc mà nhớ hồi Tân Minh không? Có chứ, hồi đó hồi chỉ trong những ngày nghỉ ngày cuối tuần á, cuối tuần đó, người yêu đến không? Lên. Không, chưa có người yêu. Hồi đó chưa có. À, chưa người yêu hả? Trời ơi, lúc còn nghe thơ. Biết thôi. Bây giờ mình trở lại với Hưng đi. À, ba Hưng cũng là cụ quân nhân. Dạ. Thì ba Hưng ở trong binh chủng nào? À, ba làm trong quân y viện chị. Thì trước năm 75 ba làm bệnh viện 4 giải chiến, tức là ở Bình Dương. À, không biết nếu quý vị nào có xem chương trình ngày hôm nay mà ở Bình Dương thì chắc là biết cái bệnh viện 4 giải chiến. Dạ. Thì cũng nghe những cái ngày trước 75, đặc biệt là gần 75 thì rất là nhiều những người chiến sĩ đưa về bệnh viện. Mà nghe ba kể lại thì phải nói là rất là đau lòng. À, những cái ngày đó mà ngay cả những người thương binh nằm ở trong bệnh viện mà cũng vẫn bị pháo tấn công vào bệnh viện như vậy. Thì ra những người, đôi khi những người là những người trong nhân viên y tế trong đó cũng họ cũng phải vừa chăm sóc bệnh nhân mà cũng phải vừa cầm súng. Đâu. Để buổi tối là có trong khi du kích hay là những lính của Cộng sản họ cũng tràn vào họ tấn công trong bệnh viện. Thì chúng ta thấy cái sự rất là ác của Cộng sản như vậy. Thì nghe kể những câu chuyện này mình thấy lúc đó còn bé, bây giờ nghe lại những cái câu chuyện như vậy mình thấy rất là thương tâm. Dạ. Yeah. Yeah. Bệnh viện mà cũng cũng nằm bệnh viện mà cũng không yên luôn. Dạ, cũng không yên. Dạ. Yeah. Thì đó là cái lý do mà Hưng sang bên Mỹ và Hưng làm nhạc, sáng tác nhạc và những bài hát đấu tranh. Yeah. Tức là Hưng cũng mong muốn cho quê hương Việt Nam chúng ta một ngày nào đó thoát khỏi ách Cộng sản. Yeah. Để được tự do, để được dân chủ, được nhân quyền. Và Hưng là cái người, em sang Mỹ năm nào Hưng? Dạ, em sang năm 1988 thôi chị. Dạ. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? À, lúc đó 19 tuổi. Dạ. Dạ. Như vậy là cái lý do gì mà em thành lập câu lạc bộ tình nghệ sĩ, em có thể chia sẻ với khán giả? Dạ. Thưa chị, thì nói đến câu lạc bộ tình nghệ sĩ như là trong phần đầu mình có nói đến là những cái sinh hoạt. À, phần lớn thì hàng mà một trong những cái sinh hoạt phải nói rất là hay là chúng ta thấy, chắc là hai chị cũng thấy là sau này cái những cái dòng nhạc mình cứ hát là những dòng nhỏ xưa, nhưng mà cũng một cái điều không nói là không có may mắn cho những nhạc sĩ sau này, nhất là những nhạc sĩ trẻ không có môi trường để sinh hoạt. Thì cái hàng năm câu lạc bộ tình nghệ sĩ là khuyến khích những nhạc sĩ ở khắp nơi cho một cái nhạc phẩm hay nhất của mình gửi về. Thì cứ mỗi năm là câu lạc bộ tình nghệ sĩ thành là làm một cái CD như vậy. Thưa chị, một cái CD khoảng chừng 15-16 bài, một bài của tất cả những nhạc sĩ ở khắp nơi. Thì cũng mong rằng quý vị khi mà nghe những cái sản phẩm đó, câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng là một cách để khuyến khích những cái sáng tác mới, cũng như là những anh chị em nào có những bản nhạc đấu tranh cho quê hương Việt Nam chúng ta mà không có dịp phổ biến thì cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Đặc biệt là những cái văn nghệ sĩ ở xa về Cali, thường thường thì cũng liên lạc với Cao Minh Hưng. Vì ở đây thì chúng ta có các anh chị em nghệ sĩ ở đây cũng sẵn rất là nhiều những cái phương tiện. Họ ở xa về có quyển sách, những cái tập nhạc, những CD mà muốn ra mắt quý vị về đồng hương thì một cách để liên lạc với chúng tôi cũng rất là giúp rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ, những văn sĩ, thi sĩ để ra giới thiệu những cái nhạc phẩm này, những cái tác phẩm của họ. Thưa chị. Dạ. Tức là cũng nâng đỡ những cái tài năng. Dạ. Để mà mình phát triển, mình giữ gìn cái nền văn hóa Việt Nam của mình. Dạ, thưa đúng. Thì nếu mà liên lạc với Hưng thì liên lạc ở số phone nào? Dạ. Với câu lạc bộ tình nghệ sĩ, số phone và email. Dạ. Quý vị có thể liên lạc với Cao Minh Hưng, số điện thoại một lần nữa là 714
403-9315. Hoặc là quý vị có thể xem những cái sinh hoạt qua trang website là câulạcbotiền nghệ sĩ.com. Cũng rất là dễ. Yahoo cũng có một cái địa chỉ email cũng là câulạcbotiền nghệ sĩ@yahoo.com. Thì câu lạc bộ tiền nghệ sĩ thì chúng ta dính vô với nhau, không có cái space. Thì hy vọng là các quý vị, các anh chị đồng hương Việt Nam chúng ta ở miền Nam Cali mà thích những cái sinh hoạt, thích ca hát, thích làm fashion show, thích hát, thích múa thì cũng gọi cho Cao Minh Hưng hoặc là liên lạc qua số điện thoại email hay là email này để đến sinh hoạt. Đặc biệt là phụ huynh chúng ta cũng luôn luôn kêu gọi là quý vị có những em trẻ từ lớp 2, tức là khoảng lứa tuổi khoảng 7 tuổi ra đến trung học, mà nếu khuyến khích các em thay vì ở nhà chơi game hay là coi phim thì có thể đến để sinh hoạt vào mỗi chiều thứ bảy. Các em có dịp gần gũi những em cùng trang lứa rồi học những bài hát hoàn toàn tiếng Việt, những điệu múa cùng tiếng Việt, thì hy vọng trong tương lai sẽ trở thành những người ca sĩ như chị Phương Quế, chị Trương Thanh Lan tiếp nối con đường của những chị như vậy. Nói đùa một chút nhưng mà thật ra là các em học rất là nhiều tiếng Việt, âm nhạc cũng là một cách để các em học tiếng Việt, thì chắc là các chị cũng đồng ý như vậy. Thì hy vọng rằng quý vị trước hết là sẽ tiếp tay với câu lạc bộ nghệ sĩ trong cái dịp kỷ niệm 8 năm thành lập ngày 31 tháng 3. Một lần nữa rất là cảm ơn hai chị, phải nói rất là bận rộn mà khi nghe Cao Minh Hưng gọi là wow, câu lạc bộ sắp có show rồi, hai chị là dẹp hết để chuẩn bị đến để giúp đỡ thằng em đây. Thì cũng rất là cảm ơn hai chị luôn luôn nghĩ đến những cái sinh hoạt của các anh chị em và luôn luôn đến để hỗ trợ. Đặc biệt quý vị yêu thích tiếng hát qua chương trình Tiếng Hát Hậu Phương sẽ đến đó ngày hôm đó để thấy tiếng hát của hai chị, nghe hai tiếng hát của hai chị, cũng như là rất là đông các anh chị em nghệ sĩ sẽ có mặt trong ngày 31 tháng 3 tại nhà hàng Majesty lúc 6 giờ. Phải nói là Cao Minh Hưng là một nhạc sĩ trẻ mà rất là năng nổ mà rất là dễ thương. Khi mà làm show gì thì lúc nào cũng gọi hai bà chị trước. Những cái show mà không có mặt Trang Thanh Lan và Phương Quế thì hai bà chị mắc đi show kiếm tiền. Thì hai chị đến lúc nào cũng rất là tượng trưng, rất là vui với tinh thần hoàn toàn là tình nghệ sĩ. Để mình chia sẻ với các em chứ. Nếu mà sự thật mà không có sự tiếp tay của những người đi trước nữa thì các em cũng hơi chật choạng. Nếu mà không có nhạc sĩ Anh Bằng thì Cao Minh Hưng cũng không có thể đứng vững như ngày hôm nay. Tại Phương Quế được biết là nhạc sĩ Anh Bằng đã khuyến khích Hưng rất là nhiều để mà thành lập cái câu lạc bộ này. Và anh Cư đến với Hưng là từ bao giờ anh Cư? Nghĩa là cơ duyên hai anh em gặp nhau. Tức là cơ duyên nào mà hai người được gặp nhau đó, Quế muốn hỏi như vậy á. Ngay từ đầu gặp nhau ở Minami với một người bạn giới thiệu, cứ cũng đam mê, cũng thích những người thích có tâm hồn nghệ sĩ lại gặp nhau. Với hơn nữa mình nghĩ một cái tổ chức mà không vụ lợi, một tổ chức là chỉ vì tâm hồn tình nghệ sĩ với nhau thì mình thấy đó cũng thích hợp. Không có. Anh hình như có muốn chia sẻ một cái điều nào đó nữa, hình như cái CD nào anh muốn nói. Thì muốn nói về cái CD cũng của câu lạc bộ thành lập đây, một số những bạn này hợp ca. Thường đa số là câu lạc bộ hát những bài ở trong này, chúng tôi đi trình diễn. Trong đây thì có bao nhiêu bài của những nhạc sĩ nào? Có bài của Cao Minh Hưng không thưa anh? Đa số của anh Hưng. Có nhạc sĩ Anh Bằng. Ở trong đây cũng có một nhạc phẩm Hẹn Ngày Về của Cao Minh Hưng và anh Hành Cư sáng tác chung với nhau. Thì nếu quý vị vào Google đánh chữ Hẹn Ngày Về, một cái tác phẩm mà chúng tôi cũng rất là gợi gắm những tâm tình đó. Thay cho tiếng nói của những người Việt tị nạn, chúng ta mong ước một ngày về quê hương Việt Nam rồi bóng cờ vàng, thì đó là cái tâm tình mà anh em có thể bây giờ hát được không em? Dạ được, cũng được chứ. Dạ, câu liền chế liền. Anh có thể đánh cho cha cũng được. Cho vui. Cha tông gì hát cho vui. Rồi chắc mời chị nó vào đây để hát chung với tụi em cho vui. Rất là dễ hát. Hay chị còn trẻ quá, chị nhỏ không thấy được rồi. Không nhỏ đâu. Chắc gửi để chăm. Anh có cần bài hát? Mình đánh gì anh la trường hả? Hẹn Ngày Về hả? Hẹn Ngày Về. La trường hả? Việt Nam ơi, bao nhiêu
xa nhà vẫn chẳng xưa mơ tuổi thơ hướng đèn hạnh phúc Việt Nam ơi ta vẫn mơ hát thanh bình dòng sông xưa mong người đi trở về bên cũ khắp phố phường và áo dài trong gió tung bay ta sẽ về trên quê hương trong mùa xuân dập bóng cờ vàng mùa hè về phường hồng ngậm lối thì tu xa vui bước đến trường và ngoài vỗ tay quá có mấy bạn ở Houston qua anh Quyền nè rồi anh Chí nè anh Minh nè chị Thống nè mấy người bạn toàn lễ Houston ở San Jose qua đang theo dõi chương trình bây giờ thì chúng ta cũng hết giờ rồi mời Hưng với anh Cư gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả và trước khi tạm biệt quý vị thì xin mời quý vị đến tham dự cái chương trình kỷ niệm 8 năm thành lập của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ chúng tôi sẽ chào đón quý vị ở đây đó và xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn ban giám đốc của Đài Hồng Việt TV trong chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Cảm ơn chị Trang Thanh Lan, chị Phương Hồng Quế, anh Nghĩa Sự ngày hôm nay đã cho Cảm ơn Hưng cái cơ hội lên đây để chia sẻ những sinh hoạt của Bộ Tình Nghệ Sĩ cũng như là giới thiệu về chương trình kỷ niệm 8 năm thành lập ngày 31 tháng 3. Kính mời quý vị đến để ủng hộ những sinh hoạt của anh chị em và gọi cho Cảm ơn Hưng lần nữa số điện thoại là 714-403-9315. Dạ, cảm ơn Hưng và anh Cư rất là nhiều tới đây và để chia sẻ về những kỷ niệm về tình của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ cũng như là chuyện tình những cái đời sống thường ngày của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Chương trình chúng ta tới giờ chia tay rồi. Hưng ơi, Trang Thanh Lan, Phương Quế và Cao Minh Hưng cũng như là anh Thành Cư rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua và sự theo dõi của quý vị. Chúng ta hẹn tuần sau có vào giờ này 7 đến 8 giờ rưỡi giờ Cali. Dạ vâng. Trước bây giờ mình chúc trước rồi mình mời hát sao chúc một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn quý vị thật nhiều đã theo dõi chương trình của chúng tôi và chương trình sẽ kết thúc ở đây bằng một cái bài hát của Cao Minh Hưng sáng tác chung với nhạc sĩ Anh Bằng, bài hát với tựa đề là Việt Nam ơi. Mời quý vị cùng nghe sau đây và tạm biệt quý vị. Việt Nam tổ quốc oai nghiêm, Việt Nam sông núi linh thiêng, Việt Nam ơi, 4000 năm lịch sử hào hùng, khắp làng quê thôn xóm một lòng trong ngoài sân. Việt Nam tổ quốc uy linh, Việt Nam sông núi trong lành, Việt Nam ơi, tiếng mẹ reo gọi bé vào lòng, tiếng toàn dân gọi những người hùng quyết lên đường. Ngoài hồn quê ta ơi, sông Hương mãi hương mảnh đất thần kinh văn hiến muôn đời. Sài Gòn ơi, phố đẹp người đông lớn như dòng sông mãi em đẹp hồn. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Việt Nam tổ quốc oai nghiêm, Việt Nam sông núi linh thiêng. Việt Nam ơi, 4000 năm lịch sử hào hùng, khắp làng quê thôn xóm một lòng chống ngoại xâm. Việt Nam tổ quốc uy linh, Việt Nam sông núi trong lành. Việt Nam ơi, tiếng mẹ reo gọi bé vào lòng, tiếng toàn dân gọi những người hùng quyết lên đường. Hà Nội ơi, Thăng Long tiêu hùng bao ngựa quang trung trong chiến ngoại hùng. Việt Nam ơi,
Việt Nam tổ quốc oai nghiêm, Việt Nam son núi linh thiêng, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, 4000 năm lịch sử hào hùng, khắp làng quê thôn xóm một lòng trong mái sân. Việt Nam tổ quốc uy linh, Việt Nam son núi trường hành, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tiếng nghe reo vòi tre vào lòng, tiếng toàn dân gọi những người hùng quyết lên đường. Trong chiến oai hùng quê ta ơi, sông đường núi đường hành đất thần kinh văn hiến muôn đời. Sài Gòn ơi, phố đẹp người đông đúc như dòng sông ta em thấy hồng. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Cho lòng em nhớ thương.